Rồi, okay, xin chào các bác. Thì mấy hôm vừa rồi ấy, em trên tay và cách cái con V60 bản Verizon ấy, thì có rất nhiều ý kiến trái chiều. Anh em thì bảo là cái bản này sóng nó rất là yếu, nhưng mà có những anh em lại bảo là sóng này bản nó sóng nó bình thường ấy, và có thể nó còn mạnh hơn cả cái con T-Mobile nữa. Tại vì các bác cũng biết rồi đấy, cái bản này thì là nó có hai bản nha các bác. Có một bản thời trước ấy thì là viền khung viền ấy nó cũng y chang như cái bản T-Mobile, là cái bản mà khung viền bằng kim loại ấy. Nhưng mà sau này thì là có một cái bản nữa là cái bản khung viền nó bằng thực ra nó vẫn bằng kim loại, nhưng mà nó mấy lớp ấy, bên ngoài là lớp mạ sơn này, trong bên trong là một lớp nhựa này, bên trong nữa là lớp kim nhôm ấy. Nói chung là nó khá là rắc rối, nhưng mà nói chung là cái bản sau này thì là nó không còn cái vạch nhựa cắt cắt ngang ở khung viền nữa ấy. Thì em thì đương nhiên em không thích cái bản đấy, tại vì nó em thấy nó xấu thôi. Tuy nhiên ấy, thì cái việc xấu đẹp ấy thì là do quan niệm của mỗi người thôi. Còn hôm nay em muốn là mượn em mượn ba con luôn, mượn ba con của cái con Verizon V60 nhé, để test xem là liệu là cái việc mà sóng sánh của nó liệu mà nó có quá tệ như anh em vẫn vẫn nói không. Tại vì cái clip trước ấy, thì em test cứ một con thôi, thì một con đấy nhiều khi nó không phản ánh được ấy. Nhiều bác bảo là một con đấy có thể là mạnh có thể là yếu nhưng không biết được, thì hôm nay sẽ tự mượn cả ba con về, mục đích là chủ yếu là test xem sóng nó có đồng đều nhau hay không. Và thứ hai nữa là bác nào mà đang muốn mua cái bản V60 mà bản T-Mobile này thì là quên, đây bản version chứ, thì là em sẽ test luôn cho các bác nhé, xem là chất lượng ngoại hình rồi các chức năng nền màn hình các thứ nó sẽ có ok không, để các bác mua, nếu mà mua mua mấy con mà em đang có đây thì nó sẽ yên tâm hơn. Hoặc là nếu mà các bác nào mà không muốn mua mấy con ở đây ấy, thì các bác có thể liên hệ với cái shop này này, cái shop mà em mượn này này. Đây, các bác có thể thấy này, đây là cái shop Nguyễn Hữu Thái này, Tổ Chín này, Thịnh Đán Thái Nguyên này. Thì cái shop này là cái shop mà bán LG cũng rất là lâu năm rồi. Hồi xưa hình như chỉ bán buôn hay sao ấy, còn bây giờ thì cả bán lẻ nữa. Đấy thì đây hộp thứ thứ đây nó còn nguyên vẹn này. Đấy, em vừa nhận xong. Đấy thì test luôn cho các bác biết. Thực sự là đây chỉ là cái ý kiến cá nhân của em thôi nhé, là em không thích cái bản version. Đấy là vì em không thích cái thiết kế của nó thôi. Chứ còn về việc sóng sánh thì em thấy là nhiều anh em cũng bảo là nó mạnh bình thường, chả làm sao cả. Và thực tế là em test vừa test cái clip trước ấy là em thấy là sóng nó cũng bình thường, nó còn mạnh hơn cả cái bản T-Mobile luôn các bạn. Đấy, cho nên là em cũng hơi bất ngờ, cho nên là cũng cần phải mượn nhiều máy về nữa xem test xem nó thế nào. Mục đích một phần nó cũng là về mục đích cũng là về để mà test cho anh em kỹ hơn. Thì nếu anh em có mua những cái máy này, nếu anh em có mua cái máy mà em đang có ở đây thì nó sẽ yên tâm hơn. Đấy. Rồi, ok. Hơi bị nhiều, hơi bị nhiều, hơi bị nhiều và giấy tờ bọc khá là kỹ các bạn, ba con cơ mà nó nặng. Ây da, ây da. Hơi bị khó lấy ra các bạn. Nói chung là cái giai đoạn bóc hộp thì nó hơi lâu, các bác thông cảm. Những cái clip của em làm nó cũng rất là dài dòng đấy các bác. Thực ra là cũng không muốn làm thế đâu, nhưng mà tại vì cũng có một mình làm, xong rồi làm em cũng không 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 muốn cắt sửa nhiều, nó mất đi cái thực tế các bạn. Cho nên bác nào mà ngại xem những clip dài thì đúng là không không hợp với tình đấy. Rồi, đây một con rất là kỹ luôn. À, nó có cả bản màu trắng nữa thôi. Đây, hai con. Bọc rất là kỹ luôn. Ba con. Ok, hết rồi. Rồi, mình cần tính lại xem nào. Đây là một cái con màu xanh. Đấy thì đây, cái đặc trưng của cái version, bản version ấy là cái có chữ 5G, có chữ gạch V ở đây này. Đấy. Lập lưng là như này. Ôi trời, bác này bác cái dán tem tước sư lừa luôn. Cái cả Galaxy ở đây này. Rồi đây, tem này. Long Thái Phát này. Rồi bác cái dán rất nhiều tem, nói chung là việc dán nhiều tem như này em thấy nó cũng không được đẹp mấy đâu.
Thì đây, test đầu tiên là cái con đầu tiên này, bật nguồn lên luôn nhé. Đấy, bật nguồn lên. Và đây là những cái con mà em thấy nó cũng còn khá là đẹp đấy. Đây các bác thì có thể nhìn thấy này. Đây bản version này. Đấy. Đây là cạnh dưới này, cạnh dưới thì con này gần như chưa xước đấy các bác. Đấy, chưa xước nhá. Chưa xước. Nó có chút xước hơi răm răm một chút thôi. Đấy, còn cổng cái thứ thì lại ngon. Đây các bác thấy nhìn cận cảnh nó luôn. Đó. Đó, bên cạnh phải này cũng chưa xước luôn. À có xước chút ở đây thôi. Nhưng mà không đáng kể. Rồi, nói chung là khá là ngon. À, nút nguồn cũng chưa xước. Đấy. Cạnh trên thì đây nó cũng có hơi xước xước râm râm một chút ở đây. Đấy. Đây là cái trái này, còn nguyên cái miếng siêu này. Miếng siêu viền này, các bác có thấy không? Đây con này cũng nút nguồn cũng chưa xước nhá. Đấy, nói chung là con này là em thấy là còn ngon này. Để em lau đi phát. Lau cái lắp lưng đi. Lau cái lắp lưng và xem là nó có bị xước không. Đây quan trọng là cái cụm camera các bác ạ. Đây. Con này cũng camera ok. Đó. Ok nhá. Đây con này thì có số email đây luôn các bác này. Đấy các bác nào muốn mua mà muốn con nào số email nào thì cứ bảo em lấy con đấy cho. Em sẽ test từng con một nhé. Đấy, thì con này em thấy là cái khung viền cái thứ nó còn ngon này. Đấy cho nên là nhiều khi là máy nói chung là em cũng 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 biết mà, tại vì cái shop thì không phải là máy nào cũng đẹp. Cho nên nhiều cũng 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 nhiều khi là tùy khách ấy, nhiều khách hàng ở xa gì đấy hoặc là khách hàng không hỏi kỹ ấy. Thường thường là người ta sẽ ship cho những con máy nó chất lượng nó với là cái nó xuất sắc hơn ấy. Đấy, đa số là người ta cũng muốn đẩy những con xuất sắc đi mà. Chứ còn bác nào mà mua máy em nghĩ là cứ mua máy thì các bác phải hỏi rõ xem là hàng nó như thế nào, quan trọng nhất là cái ngoại hình nó có xuất sắc gì không, nó có điểm lỗi gì không. Đấy, như con này thì em thấy là ngon này. Cái đường vát này nó cũng gần như chưa bị xước. Đấy, cho nên là ngon. Rồi, em sẽ test cái màn hình xem nó thế nào. Ok, em sẽ vào hẳn cái phần test để em test xem cái màn hình nó có bị ảm ố gì không nhé các bác. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Thằng thằng mã version thì các bác phải dùng lệnh khác 22 8387 à, 8378 chứ, 8378. Gọi. Đấy. Thì các bác ấn vào đây. Trong này thì các bác sẽ test được mấy cái như kiểu là cảm biến tiếp cận này. Đấy, đấy, ok này. Hai cái bên tiếp cận ok này. Các nút nguồn này. Đấy, ok. Con này ok. Thì trong này cảm ứng này. Đấy, đấy em sẽ test xem là nó có vấn đề gì không nhé. Clip chắc nó sẽ phải cả tầm 1 tiếng. Em sẽ test ngoại hình từng con một, xong rồi em sẽ test cái song sánh nó như nào nhé. Đấy, ok. Chung là con này là cảm ứng ok rồi. Rồi. Con quay hồi chuyện thế nào. Ok luôn. Rung xem nào. Rồi, ok, rung rất mạnh luôn. Rồi, quan trọng là cái áp suất của con này xem nó thế nào nhé. À, tại vì con này máy này em thấy rất là còn mới mà. Thì đây các bác thấy là 100 1011.87. Đấy, đến 1.2 rồi. Thì con này còn áp suất còn ngon nhé các bác. Đấy đến 2 chấm mấy. 1.8 lên đến đến 2.2.0 mấy. 2.01. Đó. 1.8 lên đến 2.01, 2.1. Tại thì mới được khoảng 0.3 chứ nhỉ, đúng rồi, 0.1. Thì như con này là như bóp quẹ thế nào. Nói chung là ok. Con này thì em thấy là cái áp suất của nó hơi yếu thôi. Nó khoảng tầm được 0.4 đến được 2 1.2 mà. 0.1.8 đến 2.2 thì khoảng 0.4 thì nó hơi yếu thôi, nhưng mà như thế em thấy là vẫn còn ổn. Tại vì ngay cả cái con này này. Cái con V60 của em bản T-Mobile nhé. Hồi xưa là áp nó cũng khá là mạnh nhưng mà bây giờ nó mất luôn áp rồi các bạn. Đây là em chả làm gì luôn, nó cũng mất áp luôn. Đấy, các bác cứ yên tâm. Nó con V60 thì em thấy là áp nó nhảy hơi yếu. Con gần như con nào thế thôi các bạn.
Rồi ok, áp suất con này ok này. Không phải ok mà nó hơi yếu thôi. Nhưng mà con nhảy em thấy là còn ổn rồi. Rồi xem còn gì nữa nào. Xem. Rồi chạy nhanh cần trả cho khác nào. Rồi ok, chỗ này thì không có cái màn hình các bạn. Thôi được rồi, chơi cái màn hình này đi. Đấy, để em soi xem là nó có bị ảm ố gì không. Thì em thấy là cái dòng V60 cái màn hình nó rất là lành các bạn nhé. Em thấy ít ai hỏng màn hình lắm. Đây, và cái bị ảm ố của nó cũng ít xảy ra. Như con này còn ngon này, không vấn đề gì luôn. Rồi ok, con này chỉ test thế thôi. Tí nữa em sẽ test sóng và sim sau mà. Đấy. Đây này, đây có một con bản màu trắng này. Màu trắng rất đẹp nha các bác. Em thích màu trắng lắm nhưng mà hôm trước cái lúc em lấy thì lại không có màu trắng nên là thôi. Đấy, thì cái màu trắng này để em lau đi phát. Đấy nhá. Cái màu trắng này ấy thì là email nó đây. Email nó lại tem màu hồng hồng này. Thì con này thì em thấy luôn là cái việc cái camera nó có xước này ở camera góc rộng này. Đây, đấy, các bác có thể ở chỗ này này. Đấy, cái camera góc rộng nó hơi xước. Còn những cái camera khác thì ok, góc rộng thì còn cũng tiếp nhận được. Thì em thấy là ít cái góc rộng anh em cũng ít dùng hơn. Đây, số email ở đây. Đấy, con này còn nguyên số email made in Korea luôn nhé. Đấy, còn ngoại hình của con này thì đây, cạnh dưới đây, cạnh dưới cũng chưa xước. Đấy, hơi hơi dăm dăm một tí ở chỗ cổng sạc thôi. Đấy. Đây, cạnh phải đây, cạnh phải đẹp, không xước luôn. Nút nút nguồn cũng chưa bị xước luôn. Cạnh trên này cũng chưa xước luôn. Ôi, con này đẹp thật đúng không các bạn? Ở đây chỗ góc này thì có một chút chấm chấm ở đây. Rồi, nhưng không vấn đề gì. Khó như thế lắm. Cạnh trái đây cũng còn ngon. Đấy, còn nói chung còn ngon nhé các bạn. Mặt trước đây, mặt trước em trước em thấy nó còn ngon đấy. Đây, mặt trước là hơi sức ra một chút thôi nhưng mà nói chung là mới lắm. Chỗ này thì là bẩn thôi. Đấy, con này thì màn ngon luôn nhé. Đấy, không xước luôn. Gỡ không phải không xước mà nó gần như không xước. Sức ra một chút chút thôi. Con này xem nào, con này cũng test thế. Con này cũng thế nhá. Không không thấy xước gì. Không phải không thấy xước gì mà xước ít. Đấy, và không có dấu hiệu của việc mà ép kính gì đâu nhé. Còn ngon luôn. Đó. Rồi, ok. Con này sẽ là áp suất con này còn không? Quên chưa tắt nguồn lên, chưa bật nguồn lên. Rồi trong khi chờ nó bật nguồn lên thì test con kia. Con này nữa. Đây, cũng là một con Verizon mà màu xanh. Trước tiên cũng sẽ kết camera trước. Ok. Thì cái camera của con này thì em thấy nó sức zoom hơi hơi nhiều ấy. Không phải nhiều mà đấy, nó có nhìn thấy sức zoom đấy, và nhìn thấy đây. Đó. Sức zoom nhá, có sức zoom. Mặt lưng thì cũng chấm 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 như kiểu con tên mobile của em luôn. Có chấm chấm. Rồi. Đây là cạnh dưới này. Email cũng có luôn ở đây nha các bác. Đấy, con này còn nguyên cái tem email, có nghĩa là nó có như có nghĩa em thấy nó chỉ zin ấy. Đấy. Con này thì chỗ cổng sạc này, nó hơi răm răm một chút. Đấy. Hơi hơi thôi, nhìn kỹ mới thấy. Đây cạnh phải này, cạnh phải thì chỗ này hơi răm răm một chút. Nhưng mà cũng còn ngon lắm, không không vấn đề gì luôn. Đấy, cạnh trên cũng chưa xước gì. Cạnh trái ấy, cũng chưa xước gì, mỗi cái nút Google này thì hơi xước chút. Cạnh chỗ này hơi răm răm chút nhưng mà phải nghiêng ánh điện mới thấy. Đấy, như như em thấy là ba cái con này là ngoại hình nó đẹp nhé. Em thật ngoại hình như này là gọi là 99% là quá đúng luôn, là ok luôn đấy. Cho nên bác nào mà lấy ba con này là nếu về ngoại hình thì là đẹp rồi, không sợ ngoại hình này và cái màn hình. Đây, màn hình em soi dưới điện này là không không thấy dấu hiệu ép kính nhé. Đấy, ok luôn, nghe nghe dính điện này không thấy ép kính. Đấy, và con này cũng đẹp, nói chung là đẹp. Đấy, và tất cả ba con này thì cái khung vát này này là còn đẹp nhé. Đây, nhân tiện để test luôn con này nhé, test cái
Ồ, cái này còn rất nhiều cái vớ vẩn ấy. 228 378 gọi. Đấy, con này cũng test được mấy cái chức năng kia. Nút này. Tiệm cận, ok. Con quay hồi chuyện, ok. Rung, ok. Trình, ok. Nói chung mấy cái này thì em chỉ quan trọng test cái màn hình và cái cảm ứng thôi. Ngoại hình thì các bác vừa thấy rồi đấy. Ôi trời, clip quá dài rồi các bạn. Rồi, ok. Cảm ơn, ok. Áp suất con này xem nào. Đấy, con này cũng là 1100.7 mấy này. Ấn vào xem thế nào nhé. Đấy, con này cũng nhảy thế. Đấy, các bác thấy không? Hai con nếu nó đều nhảy tầm tầm đấy thôi. Rồi, nói chung là con này mạnh hơn con kia chút. Đây này, 1.7 lên 2.0, mạnh thì lên 2.2. Đấy, cho nên là cũng được. Con này là được gần được 0.5 rồi. 0.5 là em thấy là ok rồi. Nói chung là nhiều nhiều bác chả biết có dùng LG hay không, nhưng mà hình như dùng Sony hoặc dùng những hãng khác quen đấy, thì những hãng khác ấy, người ta ấn áp suất ấy nó nhảy nhiều hơn, thì các bác cứ áp dụng như thế và cho sang bên LG. Thì LG em sẽ chỉ thấy mỗi con Velvet ấy là cái đợt mà em trên tay con Velvet mà là cái bản mà zin ấy, nghĩa là bóc siêu luôn ấy, thì là đúng là nó nhảy cao thật. Nhưng và những con khác của Velvet cũng nhảy cao, nó tầm đến 9-10 đơn vị ấy. Đấy, có ít nhất là phải tầm 3-4 đơn vị, còn những con khác thì em thấy là nó rất là thấp. Đấy, có nghĩa là bên LG ấy, thì chỉ có bên Velvet ấy là cái áp suất nó nhảy cao thôi, chứ còn những con khác thì nhảy bình thường. Đấy, cho nên các bác nhiều khi các bác cứ nhiều bác còn quá nặng về áp suất ấy, cho nên các bác cứ cứ cứ, cứ bảo là sao nó bé nó ít thế. Đấy, soi con này xem là màn hình có vấn đề gì không. Ok các bác, con này không vấn đề gì. Đấy, còn test cái gì nữa nhỉ? Ok đây thôi. Em test nhanh nhanh cái ngoại hình. Ngoại hình thì con thấy nó đẹp rồi. Con này nữa thôi. Ngoại hình thì đẹp rồi. Còn test con này nữa. Đấy. Test mấy chức năng cơ bản này thôi, xem nó có ok. Con này ok này. Ok luôn. Con quay này. Ok luôn. Đây, xem luôn cái màn hình xem nó có biết sao không. Rồi, ok. Con này là ok nhé. Màn hình ok. Cảm ứng xem nào. Áp suất con này xem thế nào, cũng 110.6 này. Đấy, con này cũng thế. Đấy nhá, các anh em thấy đấy, ba con này áp suất nó nhảy xêm xêm nhau à. Nó đây được khoảng từ 0.4 đến 0.5 đơn vị. Đấy, này nó không được mạnh đâu. Con của em còn mất rồi. Đó. Con của em nhá, con của em là hồi trước là mày nhảy được 0.8 thì phải, xong là giờ nó mất luôn rồi. Nên mình chả làm gì nó luôn. Rồi, ok các bác. Thế đấy là đã xong. Và sẽ test luôn cái việc mà cắm sạc nó có nhận jack nhanh hay không, nó có bị lỏng không ấy. Đây, nhận jack nhanh bình thường. Em thấy có cái vòng sét nào. Ok, con này em thấy là không bị lỏng trên sạc. Được rồi, ok, có jack nhanh. Con này xem nào. Đây, có sạc nhanh nha các bác. Ừ, con này rất là chắc này, con này ok này. Đấy. Con này xem nào. Battery full rồi. Nhưng mà có sạc nhanh nha các bác, có sạc nhanh.
Còn đấy, con này cũng rất là chặt này. Đấy, nói chung ba con này em thấy là chân sạc còn rất là chặt nha các bác. Thì nó ổn này. Rồi, em sẽ cắm sim thử test thử xem nhé các bác. Bỏ ba con này ở đây. Và cắm cả con T-Mobile của em nữa. Ba con này thì để ở chỗ này nhé. Rồi. Em sẽ cắm sim vào từng con. Các bác chờ chút. Nó sẽ hơi lâu. Rồi, cắm con đầu tiên luôn. Đây, thì đương nhiên là trong cái khai sim của mấy con Mỹ này thì không có cái số series ở trên khai sim đâu. Cho nên các bác đừng có tìm. Ok, một con. Rồi, sim đây. Wi-Fi, test wi-fi này. Wi-Fi có này, cho nên không cần phải vào nữa. Điều quan trọng là cái sim đó. Tắt wi-fi đi. Và sẽ bật cái rồi đây các bác có thấy là nó có nhận 4G đấy nhá, nhận 4G bình thường này và nó chỉ có một vạch thôi. Ở đâu rồi à, nó đang loát cái gì ạ? Ồ, sao tự nhiên lại không nhận sim nữa nhỉ, chẳng nhẽ yếu quá. Rồi tự nhiên con này không nhận sim nữa các bạn, vừa giờ nhận rồi đút ra cắm lại xem nào. À rồi, nó chắc là nó chưa nhận xong thôi. Đây, thì đấy nó cũng như con T-Mobile của em thôi, một vạch và sẽ cho các bác biết ở trong cái đặt. Ôi sao chỉ toàn tiếng Anh thôi vậy? Sẽ cho về tiếng Việt nha, cho bác nhìn cho rõ dễ nhé. Tiếng Việt. Ok man. Rồi. Có sóng nha các bác, này bà là không có sóng, có chỉ 900 cho bác xem luôn. Tiệm cận ok. Ok luôn nhá. Đấy thì em sẽ vào trong này em xem là cái sóng nó như nào. Đây. Đây các bác à, thì ở chỗ 4G nó đang là 122 122 nha các bác. Em sẽ thôi em phải viết lại này. Chứ không các bác lại bảo là em nói sai nói điêu. Đây em sẽ viết vào đây nhé. Con đầu tiên đó là trừ 122, con số 1, con số 2, con số 3. Đấy, nó hơi xấu xí tí thôi. Ok, tại vì con này nó không chuyển về 2G được kia các bác, cho nên là em cũng không không test được cái 2G, cho nên chỉ test 4G thôi. Đây nó về 120 rồi này. Đó. Chặn vào này. Đó, các bác chờ chút. Nó sẽ nhận thôi. Đấy, nhận sim rồi. Con này cũng đang là tiếng Anh các bạn, cho em chuyển về tiếng Việt kìa. Đấy, em test từ nãy giờ là từ lúc khui hộp là test luôn nhé, để cho các bạn bảo khỏi bị dàn dựng cái clip nó dàn dựng hay làm gì đấy. Em không thích kiểu là bị nghi ngờ là dàn dựng rồi là mục đích là để mà PR cho thương gia, không có. Em hoàn toàn là dìm thương gia luôn. Chưa có cái gì đâu, máy nó như nào thì nói thế mà, có cần gì phải sợ. Đây cũng có 4G đây này, 4G và một vạch đấy, thì gọi luôn, gọi điện cho các bác xem là nó có điện bình thường được không. Đấy, tiệm cận ok này. Rồi chuyển về 4G rất là nhanh. Rồi sẽ xem cái sóng nó như thế nào. Đây 123, vậy là 122 đúng không, ra là một tí nó lại xuống thôi. 1 trừ 1 2 3 đấy, hai con này như nhau.
Ok, chuyển sang một tiếp. Clip nó rất là dài đấy nha các bác. Các bác xem thì hết sức thông cảm. Các bác cũng chửi em quá trời về việc mà làm clip dài. Rồi, chờ chút. Ồ, em cũng không ngờ là cái bản version nó có nhiều abstract nhất đấy. Abstract nhiều thế này đấy. Thì các bạn abstract như này các bác chỉ cần nhấn giữ vào, các bác xóa nó đi, gỡ cái đặt là xong thôi. Dễ mà. Đấy, rồi con này cũng nhận rồi nhé. 4G. 4G và cũng có một vạch thôi. Rồi, gọi điện phát xem nào. Ok. Rồi nha các bác. Con này chuyển về 4G hơi chậm hơn này. Rồi nhưng mà chuyển về rồi. Ok men. Đấy, con này mạnh hơn này. Mạnh hơn chút thôi, 120 trừ 120. Rồi, và em sẽ test với con bản 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 T-Mobile của em xem thế nào nhé. Cho các bác biết được đối chứng luôn, có cái con này mà đối chứng. Đấy nhá. Cái sim của em gãy rồi. Bỏ đi nó không lại nhầm với cái sim ngon của các bác thì mệt. Chơi dùng luôn cái sim nó cũng được, chả sao đâu. Rồi. Bản T-Mobile của em đây, nó cũng 4G và cũng chỉ có một vạch thôi. Cứ gọi điện luôn cho các bác xem. Xem luôn cái mạng nó như thế nào nhé. Đấy, thì cái con T-Mobile ở trong này nó mạnh hơn một chút. Đây, các bác có thể thấy rõ nó là 118. T-Mobile là trừ 118. Rồi, ok. Đấy thì em đã so sánh 119 rồi. 119 rồi. Đấy thì em đã so sánh cái việc mạng, cái độ mạnh của sóng sánh ấy, của sóng 4G ấy ở trong cái phòng của em nhé. Thì thực ra là không cần phải 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 mang ra ngoài trời đâu. Tại vì là ngoài trời nó chỉ mạnh hơn một chút thôi và nó đều mạnh đều lên. Như em cũng có một clip test ở ngoài trời rồi đấy. Thì nếu như mà theo cái thông số này ấy, thì nó đúng đúng là cái bản T-Mobile ấy, nó sẽ mạnh hơn một chút xíu. Đây, 119 với 120 thì cũng không khác gì nhau. Nhưng mà còn ba cái bản version này thì là nó yếu hơn một chút xíu thôi. Còn đối với em ấy, cái việc em so sánh này để mục đích là cho các bác biết được là cái sóng của bản Verizon ấy, nó đương nhiên nó sẽ không thể là mạnh được bằng cái bản AT&T hoặc là bản T-Mobile, nhưng mà nó không phải là một trời một vực ấy, nó chỉ là thua một chút thôi chứ không phải một trời một vực nhé. Các bác hoàn toàn có thể dùng nó bình thường. Và em cũng không vì cái lý do là sóng con Verizon yếu quá để mà em chê nó, em dìm hàng nó. Mục đích của em dìm hàng con này không phải, nói chung là phải nói thực sự là không phải là ý là dìm hàng, nhưng mà phải em nói chê, em chê nó là cái bản Verizon này, cái thiết kế của nó em không 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 ưa mấy, không ưa bằng cái con T-Mobile của em được đấy. Em cứ thấy cái thiết kế kiểu kiểu này nó không được ưng mắt thôi. Đấy là cái việc mà mắt của mỗi người, cái mỹ quan của mỗi người thôi mà, chứ còn tùy các bác thôi. Các bác vẫn 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 thích kiểu là vẫn 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 thích cái đấy thì các bác cứ dùng thôi, có sao đâu. Đây nên cho cả bốn con cho nó nguy hiểm. Ây da, đấy các bác, so sánh toàn bộ luôn bốn con rồi. Ok các bác nhé, thì các bác cứ yên tâm mà dùng nhé, không sợ đâu. Nói chung là các bác nào chỉ quan tâm ấy, nó là thiết kế như thế các bác có ưng mắt không thôi. Chứ còn vấn đề sóng sánh thì em thấy là nó cũng cũng dùng được đấy, không phải không vấn đề gì đâu, dùng được không sợ nha các bác. Rồi ok, chào các bác.